là ngày thứ tư mình ở Vancouver Island các bạn. Thì tối hôm qua là tuyết rơi đỉnh điểm nhất các bạn. Nhiệt độ hiện tại bây giờ đang là -4, feel like -9 nên là cũng không lạnh lắm các bạn. Thì mình sẽ cho các bạn xem tuyết ở đây nó dày thế nào nha. Đây là cảnh tuyết khá dày ha. Đây là cái chiếc xe của mình nè, mình thuê mà giờ mình đậu đây nó dày như vậy nè các bạn. Xe của chủ nhà. Thì mình sẽ đi vào cái khu rừng bên trong này để mình đi bộ trong đó, tại vì cảnh vật rất là đẹp các bạn. Phủ tuyết trắng hết và ban đêm người ta bật đèn, trang trí đèn led rất là nhiều nên là nhìn đẹp lắm luôn ạ. Bầu trời đen thui luôn. Chắc sẽ là sẽ có mưa nữa các bạn, mưa nhỏ tuyết. Đẹp không? Không có lạnh ha. Ở Regina của mình hiện tại bây giờ đang là -30 mấy độ luôn các bạn. Và fuel line nó tới 47-48 độ. Thì sẽ đạt đỉnh điểm là khoảng -50-50 mấy độ giống như năm trước thôi các bạn. Đây các bạn, mình đây là con dốc nè, dọc xuống nè. Khu này nhà đang xây dựng rất nhiều các bạn. Rừng, con rừng, rừng ha. Bây giờ mình sẽ đi xuống bậc thang này. Rừng ở dưới kia. Đây là mấy tảng đá nè, hôm qua mình đi chỗ này mấy tảng đá nè. Người ta chất cái này, ta kè bờ, kè cái nhà này. Bây giờ tuyết phủ trắng hết rồi. Mình đã tiến sâu vô trong cái cánh rừng bên hông nhà mình ở đây các bạn. Các bạn thấy không? Tuyết phủ kính trắng hết trơn. Mà rất đẹp nha. Đẹp luôn các bạn, đẹp lắm luôn. Mình sau đây các bạn làm nhắc cái chữ đẹp lắm luôn hoài các bạn. Tại vì không biết sử dụng từ gì để nói nữa các bạn. Chỉ có sử dụng từ đó thôi. Mình không có giỏi về sử dụng những cái từ mỹ miều lắm. Nhưng mà thật sự thì cảnh vật rất là đẹp và rất là nên thơ các bạn. Ở Regina thì cũng có nhiều tuyết, nhưng mà cái trải nghiệm lần đầu mình đi trong rừng mà có tuyết phủ cây trắng như thế này thì mình chưa bao giờ. Và mình cũng chưa bao giờ nghĩ trong cuộc đời mình sẽ được nhìn thấy những cái cảnh này các bạn. Thì cuối cùng bây giờ mình đã thấy rồi. Quá đẹp. Một cái cảm giác hùng vĩ như là lúc mà mình lần đầu tiên nhìn thấy cái núi Ban đó các bạn, vào hồ Louise hoặc là hồ mấy cái hồ mà ở trên Ban International Park các bạn, ở tỉnh Alberta đó các bạn, và những ngọn núi đó các bạn. Thì ở đây nó sẽ khác. Thì tuyết thì đương nhiên ở đâu màu trắng cũng giống như nhau các bạn, nhưng mà tuyết ở đây thì nó sẽ xốp hơn nè, xốp hơn nhiều lắm, nhẹ nữa. Thấy không? Xốp và nhẹ và rất là dễ bị tổn thương. Đụng là rớt rồi các bạn. Đó, thấy không? Đó, mà thấy chưa? Chứ không phải là nặng và bám chặt giống như Regina mình, tại vì nhiệt độ ở đây nó không có lạnh lắm các bạn. Trong khi ở Regina mình đang là -30 mấy độ, phụ lại 40 mấy 50. Quá ghê. Quá ghê gớm. Mình lên đây thì mình uống cà phê rồi mình nói với dân địa phương ở đây. Mình nói là tôi ở Saskatchewan lên. Và nhiệt độ của tôi hiện tại bây giờ đang là -30 mấy và feel like gần 50. Thì họ nói với mình sao các bạn biết không? Mùa đông của tao ở đây bằng mùa hè mày ở dưới. Nên là mày cứ thoải mái đi, không có lạnh lắm đâu. Nhưng mà tụi tao thấy lạnh lắm. Tại vì đỉnh điểm mùa đông của họ là tại thời điểm này các bạn. Tại thời điểm này đây, vào Christmas, Happy New Year và Boxing Days là những cái ngày mà lạnh nhất của họ.
Hiện tại feel like hiện tại bây giờ đang là âm 11 độ C các bạn. Nhưng mà sáng nay thì giật lại rồi còn âm 9 thôi, cho nên là không có đáng kể lắm, và nhiệt độ ở thực tế khoảng âm 3 âm 4 độ các bạn. Có ngày hôm qua là họ lên âm 9, bây giờ âm 3 âm 4 thôi, cho nên là nó dễ chịu vô cùng luôn các bạn. Quá dễ chịu luôn. Trời, đó là lý do tại sao mà mình thấy dân chúng có bu về đây. Bu về đây rất đông và làm cho giá nhà và bất động sản ở đây nó rất là khủng khiếp các bạn, rất là khủng khiếp. Nhà tỉnh bang BC này, kể cả những cái trong cái đảo này các bạn, mình hỏi mấy bạn mình rồi và một số anh chị sống lâu năm ở đây á, cũng như là ngày hôm qua mình hỏi cái anh bồi bàn ở quán cà phê mình uống á các bạn, thì nó nói rằng trước dịch Covid thì với 500.000 đô Mỹ, 500.000 đô ca thì bạn có thể tìm được một căn nhà tương đối khá, không phải mới nhưng mà cũng tương đối ổn. Còn bây giờ sau dịch Covid á, thì nhà nó lên giá khá nhiều, và năm vừa rồi chính phủ đặt một cái giá tính thuế là tăng 30% so với năm trước. Thì bây giờ nó nói là với cái những cái nhà mà 500.000 trước lúc Covid á, thì hiện tại bây giờ nó tầm khoảng là 800 ngàn trở lên. Kinh khủng hả các bạn? Thì dự đoán của bạn nó ra nói rằng là có khả năng xuống, có khả năng xuống do ngân hàng, do nhiều yếu tố khác. Nhưng mà xuống thì xuống không đáng kể các bạn. Nó không thể nào nó quay lại vào cái thời thời mà bạn nói là 500 ngàn được các bạn. Thì nó chỉ có xuống chút đỉnh vài chục ngàn thôi. Thì đó vẫn là một cái bài toán thử thách khá lớn cho những ai mà muốn tìm một nơi ấm áp và mua cho mình, sở hữu cho mình một cái nhà nếu mà điều kiện tài chính của mình không tốt ha các bạn. Như các bạn biết đó, thì đa phần chúng ta sang bên Canada này để tìm một cái môi trường sống sạch sẽ, an toàn, cho con cái học hành tốt hơn và sống quãng đời còn lại nó nhẹ nhàng và nó không có phải là bon chen chạy ngược chạy xuôi giống Việt Nam. Nhưng mà nếu mà tài chính không đạt bợ một căn nhà 700-800 ngàn nợ ngân hàng lên tới 400-500 ngàn đô ví dụ vậy, thì mỗi tháng chúng ta phải trả góp cho ngân hàng một cái số tiền khá lớn, kèm với chi phí vận hành cái căn nhà, kèm với tiền thuế đất, kèm với tiền bảo hiểm các kiểu, ăn uống đi lại xăng cộ và nhiều thứ phát sinh khác linh tinh nữa, ví dụ xe cộ hư hỏng rồi sửa chữa linh tinh các kiểu các bạn. Thì mình nghĩ rằng nó cũng không có dễ dàng xíu nào, và lúc đó thì giống như anh Hồ tiếng nói thì chúng ta lại lâm vào cái cảnh gọi là tồn tại chứ không phải để sống. Thì cái gì nó cũng phải có hai mặt để đánh đổi các bạn ha. Thì cái gì cũng có hai mặt đánh đổi, trừ phi thì nhà mình khá giả, có tài chính mạnh tốt, nắm trong tay gần cả triệu đô thì có thể có suy nghĩ được còn tốt. Còn như mình thì khá vất vả các bạn, nên là cũng khó à. Cũng khó ăn lắm các bạn, không đơn giản xíu nào đâu. Nhìn đây thôi chứ nhảy vào cuộc rồi thì mình đã nhúng chàm rồi, cho nên là mình sẽ không có còn cơ hội để thoái lui các bạn. Cho nên là cái gì cũng phải cân nhắc kỹ, chứ không phải là muốn là được. Muốn thì ai cũng muốn cho mình cái điều tốt đẹp, ai cũng muốn ở cho mình nơi đẹp đẽ như thế này, và ai cũng muốn tìm một cái nơi ấm áp để sinh sống đó. Nhưng mà cái gì nó cũng có phải đánh đổi hết. Mình đi sâu vào trong thì bây giờ bắt đầu tới cái khu vực rừng thông. Rừng thông rồi, đẹp quá. Này. Ngày hôm nay mọi người cứ đi theo chân mình ha, ngắm cái cảnh trong cái khu một cái khu rừng ha. Có cái trail đi bộ, ngắm tuyết ha. Và nghe mình nói liên thiên vậy. Thì như các bạn biết đó, mình sang bên đây được 2 năm rồi. Thì mỗi một năm và mỗi một mùa mình dành một chút chi phí để mình đi khám phá Canada các bạn, đi đây đi đó.
Cái điều này thì ở Việt Nam ngày xưa là bắt đầu trước khi đi ấy, là hai vợ chồng mình bắt đầu mới lên kế hoạch là mỗi năm phải dành một cái lần đi du lịch. Và sang ở đây thì mình hy vọng rằng sức khỏe mình tốt và cũng con cái học hành giỏi, và có thể là một năm vợ chồng mình có thể đi khám phá một cái thành phố nào đó ở trên đất nước Canada thôi, chứ mình không dám đi nước ngoài đâu. Ồ, đây có cây cầu, cầu sắt này, có một con suối đi qua. Good morning. Trời ơi, dễ thương quá. Thì có nhiều anh chị khi mà xem cái clip của mình và xem thời tiết Regina thì cũng nói với mình là: "À Ngọc ơi, copy R rồi à, lên chỗ anh sống đi à." Hoặc là đi đi em, qua chỗ này ấm áp hơn, có nhiều công việc hơn này kia. Thì thì mình biết rằng anh chị nó rất là thương mình và rất quan tâm với mình, nhưng mà về tài chính và là hoặc về những cái điều kiện khác thì mình chưa đạt hội tụ đủ các bạn, cho nên là mình không có dám mạo hiểm đâu, tại vì mình còn con cái rồi nữa, rất mọi thứ, rất là nhiều thứ, cho nên là phải cân đối rất là nhức đầu, chứ mình cũng muốn lắm chứ các bạn. Nhưng mà thôi, cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Muốn đời sống an nhàn, nhẹ nhàng, thoải mái thì chấp nhận lạnh một chút vậy. Nãy có bạn chạy tập thể dục chạy tới đây gặp mình, rồi morning nó mất tiêu rồi. Bạn nó chắc là người Hàn Quốc hay là Trung Quốc gì đó. Đẹp quá các bạn. Mình xuất thân từ nông dân hay lúa, cho nên là những cái cảnh như vậy mình mê lắm, mê lắm. Là mình thích đi rừng rú như này, cắm trại, hoặc là có thể vô đây đi vòng vòng hít thở không khí trong lành nữa các bạn. Thôi cái này cầm một ly cà phê hoặc ly một trà nóng ha, vừa đi dạo uống cà phê ha, hai người dắt tay nhau đi tâm sự như vậy. Trời ơi, nó tuyệt vời các bạn, nó đẹp lắm luôn. Bây giờ mình sợ lạnh nên nằm nhà mất tiêu rồi, đừng phải điên mình thôi, mình đi lạng lạng để kiếm người nói chuyện mà không ai nói chuyện với mình hết. Mình mới gặp một người họ đi dạo để họ dắt chó đi, dễ thương các bạn. Mình nói là mình dân du lịch, cái họ chào đón rất nồng nhiệt nha, nói chuyện rất là dễ thương luôn. Trời ôi giời, thời tiết đẹp, người dân dễ thương, mà có cái là giá nhà cửa ở đây không dễ thương xíu nào chưa. Không biết công viên này bao xa ta, đi miết rồi trời. Cái khu rừng chứ, sorry. Nãy là mình nếu mình đi bên kia là mình đi cái dẻo bên kia rồi, để đi bên đây. Ngay xì xào dưới kia chắc cái dưới kia là con suối các bạn. Đúng luôn, một con suối luôn. Mình đứng gần gần, đứng xa, chợt xuống dưới chắc chết. Mùa hè ở đây rất đẹp ha.